Chào các em, cô là Phương Trúc, giáo viên trường tiểu học A thị trấn Mỹ Luông. Rất vui được gặp lại các em trong buổi học ngày hôm nay. Cô sẽ hướng dẫn cho các em môn toán lớp 3. Trước khi đi vào bài mới thì các em hãy cùng cô khởi động trước nhé. Cô mời các em hãy nêu cho cô, muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta làm như thế nào? Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Bài học ngày hôm nay mà cô sẽ hướng dẫn cho các em là chu vi hình vuông. Nội dung của bài học ngày hôm nay gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là các em sẽ cùng cô đi xây dựng và ghi nhớ quy tắc tính chu vi của hình vuông. Tiếp theo là chúng ta sẽ vận dụng quy tắc tính chu vi của hình vuông để giải các bài toán có liên quan. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần đầu tiên nhé. Ở phần này cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi xây dựng quy tắc tính chu vi của hình vuông khi biết độ dài của một cạnh cho trước. Các em cùng cô đến với ví dụ sau. Cô có hình vuông ABCD, biết độ dài của cạnh AB là 3 cm. Bây giờ các em hãy tính cho cô chu vi của hình vuông này. Vì hình vuông là một hình tứ giác nên ta sẽ tính chu vi của hình vuông dựa theo tính chu vi của một hình tứ giác, tức là chúng ta sẽ đi tính tổng độ dài của tất cả các cạnh. Nhưng ở đây chúng ta chỉ mới biết được độ dài của cạnh AB là 3 cm. Vậy thì chúng ta sẽ tính chu vi như thế nào đây? À, trước tiên các em sẽ đi xác định độ dài của các cạnh còn lại. Dựa vào đặc điểm của hình vuông là hình có độ dài 4 cạnh bằng nhau, nên khi ta biết được độ dài của cạnh AB là 3 cm, chúng ta sẽ suy ra được độ dài của cạnh BC, CD và DA cũng là 3 cm. Từ đây các em hãy tính cho cô chu vi của hình vuông này. Chu vi của hình vuông ABCD là, chúng ta có phép tính 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 và bằng 12 cm. Phép toán này các em thấy có gì đặc biệt không nhỉ? À, chúng ta thấy ở đây số 3 được lặp lại nhiều lần. Cụ thể trong phép tính này số 3 được lặp lại 4 lần. Vậy thì các em hãy chuyển từ phép cộng thành phép nhân cho cô. Cô có phép tính đơn giản hơn, 3 x 4 bằng 12 cm. Từ phép tính này chúng ta sẽ phát biểu được quy tắc tính chu vi của hình vuông. Nhưng trước tiên các em cần phải biết 3 đóng vai trò là gì, 4 đóng vai trò là gì. Ở đây 3 là độ dài của một cạnh và 4 là số cạnh của hình vuông. Vậy thì từ phép tính này, ai có thể phát biểu cho cô muốn tính chu vi hình vuông, ta làm như thế nào? Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Từ đây cô có công thức, chu vi của hình vuông sẽ bằng độ dài một cạnh nhân 4. Các em hãy ghi vào sổ tay của mình quy tắc này và học thuộc lòng nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ áp dụng quy tắc này để vào làm bài tập vận dụng. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 88. Chúng ta sẽ cùng nhau đi làm một số bài tập. Bài 1. Viết vào ô trống theo mẫu. Các em hãy quan sát bài tập 1 trong sách giáo khoa. Trong bài tập này, chúng ta thấy trong bảng của bài tập 1 có 2 dòng. Dòng thứ nhất là cạnh của hình vuông. Dòng thứ hai yêu cầu chúng ta tìm chu vi của hình vuông. Và cách tìm chu vi của hình vuông thì cô và các em vừa tìm được. Tức là chúng ta sẽ lấy độ dài một cạnh của hình vuông nhân với 4. Các em cùng nhìn lên màn hình để quan sát cô làm mẫu nhé.
Chu vi của hình vuông có cạnh là 8 cm. Cô sẽ thực hiện lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Tức là cô sẽ lấy 8 nhân 4 và bằng 32 cm. Vậy là các em đã biết cách thực hiện bài tập 1, đúng không nào? Bây giờ các em hãy tạm dừng video để làm bài của mình. Cô nhắc tất cả các em là trước mỗi bài tập, các em đều nên dừng màn hình và thực hiện bài tập đó vào trong vở của mình. Sau khi thực hiện xong trong vở rồi, thì các em hãy theo dõi trên màn hình để đối chiếu với bài làm của cô nhé. Cô mời các em cùng nhìn lên màn hình để kiểm tra bài làm của mình. Chu vi của hình vuông có cạnh là 12 cm. Cô sẽ thực hiện 12 nhân 4 và bằng 48 cm. Tiếp theo, chu vi của hình vuông có cạnh là 31 cm. Cô cũng sẽ lấy 31 nhân 4 và bằng 124 cm. Và chu vi của hình vuông có cạnh là 15 cm. Cô sẽ thực hiện 15 nhân 4 và bằng 60 cm. Các em hãy nhìn lên màn hình để đối chiếu với bài làm của mình. Cô khen tất cả những em đã thực hiện đúng được bài tập 1. Qua bài tập này đã giúp cho các em ghi nhớ được kiến thức tính chu vi của hình vuông. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 2. Người ta uốn một sợi dây thép vừa đủ thành một hình vuông, cạnh là 10 cm. Tính độ dài đoạn dây đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đề bài này nhé. Giả sử cô có một đoạn dây thép sao và chưa biết độ dài. Cô sẽ uốn đoạn dây này thành một hình vuông vừa đủ và có cạnh là 10 cm. Vậy thì để tính được độ dài của đoạn dây, chúng ta chỉ việc tính chu vi của hình vuông có cạnh là 10 cm. Và cách tìm chu vi của một hình vuông thì chúng ta vừa tìm được rồi. Chúng ta sẽ lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Bây giờ các em hãy tạm dừng video để làm bài nhé. Cô mời các em cùng nhìn lên màn hình để kiểm tra bài làm của mình. Độ dài của đoạn dây. Chúng ta sẽ lấy độ dài của một cạnh là 10 nhân với 4 bằng 40 cm. Vậy là đoạn dây dài là 40 cm. Cô khen tất cả những em đã làm đúng được bài tập 2. Qua bài tập này chúng ta cũng khắc sâu được cái quy tắc tính chu vi của hình vuông. Cô mời các em cùng đi sang bài tập số 3. Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh là 20 cm. Tính chu vi của hình chữ nhật được ghép bởi 3 viên gạch như thế. Các em xem hình vẽ. Cô có 3 viên gạch được ghép lại thành một hình chữ nhật và độ dài mỗi cạnh của một viên gạch hình vuông là 20 cm. Vậy thì bài toán yêu cầu chúng ta tìm chu vi của hình chữ nhật được ghép bởi 3 viên gạch. Các em hãy nhắc lại cho cô, muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào? Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Vậy thì để tính được chu vi của hình chữ nhật, trước tiên các em phải biết chiều dài của hình chữ nhật là bao nhiêu và chiều rộng là bao nhiêu. Ở bài này, chiều rộng của hình chữ nhật tức là cạnh của hình vuông, cho nên chúng ta biết được chiều rộng của hình chữ nhật được ghép bởi 3 viên gạch là 20 cm. Chiều dài của hình chữ nhật được ghép bởi 3 viên gạch thì chúng ta chưa biết, và chúng ta sẽ tìm bằng cách chúng ta sẽ lấy 20 nhân cho 3. Sau khi các em tìm được chiều dài của hình chữ nhật và chúng ta biết được chiều rộng của hình chữ nhật thì chúng ta sẽ đi tính được chu vi của hình chữ nhật được ghép bởi 3 viên gạch như thế. Vậy là các em đã biết cách giải bài tập số 3.
Cô mời các em hãy tạm dừng video để làm bài. Các em cùng nhìn lên màn hình để kiểm tra bài làm của mình nhé. Trước tiên chúng ta sẽ tìm chiều dài của hình chữ nhật. 20 x 3 bằng 60 cm. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm chu vi của hình chữ nhật được ghép bởi 3 viên gạch. Chúng ta sẽ lấy chiều dài là 60 cộng với chiều rộng là 20 và nhân cho 2. Vậy thì chu vi của hình chữ nhật được ghép bởi 3 viên gạch là 160 cm. Đáp số 160 cm. Cô khen tất cả những em đã làm đúng được bài tập số 3. Qua bài tập này cũng giúp cho các em khắc sâu được cái kiến thức tính chu vi của hình chữ nhật. Tiếp theo, cô mời các em cùng đi sang bài tập số 4. Đo độ dài rồi tính chu vi của hình vuông MNPQ. Bài 4 yêu cầu chúng ta là đo độ dài và tính chu vi của hình vuông MNPQ. Vì là hình vuông nên độ dài của bốn cạnh bằng nhau. Do đó chúng ta chỉ cần đo độ dài của một cạnh. Và ở đây cô sẽ hướng dẫn cho các em đo độ dài của cạnh MN. Chúng ta sẽ đặt thứ vạch số 0 các em sẽ đặt tại điểm M. Và chúng ta quan sát điểm N nằm trên vạch số mấy của cây thước. Chúng ta thấy điểm N nằm ngay vạch số 3 của thước. Vậy là đoạn thẳng MN có độ dài là 3 cm. Từ đó cô suy ra ba cạnh còn lại cũng là 3 cm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính chu vi của hình vuông MNPQ. Cô mời các em cùng nhắc lại cho cô, muốn tính chu vi hình vuông ta làm như thế nào? Muốn tính chu vi của hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Vậy là các em đã biết cách làm bài giải của bài tập 4. Bây giờ các em hãy tạm dừng video để làm bài của mình. Cô mời các em cùng nhìn lên màn hình để kiểm tra bài làm của mình. Chu vi của hình vuông MNPQ là, chúng ta sẽ lấy độ dài của một cạnh là 3 cm nhân với 4 và bằng 12 cm. Vậy là chu vi của hình vuông MNPQ là 12 cm. Các em hãy kiểm tra bài làm của mình. Cô khen tất cả những em đã làm đúng được bài tập 4. Qua bài tập này đã giúp cho các em khắc sâu được kiến thức tính chu vi của hình vuông. Các em ạ, vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong 4 bài tập ngày hôm nay. Qua 4 bài tập này, cô hy vọng rằng cô đã giúp cho các em xây dựng và ghi nhớ quy tắc tính chu vi của hình vuông. Các em biết vận dụng quy tắc tính chu vi của hình vuông để giải được các bài toán có liên quan. Và để kiểm tra xem các em đã nắm được nội dung bài học ngày hôm nay ở mức độ như thế nào, cô có phần thử thách dành cho các em. Bài tập vận dụng tính chu vi của hình vuông ABCD. Biết độ dài cạnh AB là 5 cm như hình vẽ. Các em hãy thực hiện bài tập này dựa vào quy tắc tính chu vi của hình vuông mà các em vừa học được ngày hôm nay. Các em hãy gửi câu trả lời của mình vào phần nhận xét video hoặc tin nhắn Zalo cho cô nhé. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài học ngày hôm nay. Các em nhớ học thuộc quy tắc tính chu vi của hình vuông và xem lại các bài tập. Cô chúc các em có một sức khỏe thật tốt, tích cực rèn luyện thân thể.
và tự giác giúp đỡ ba mẹ của mình bằng những công việc vừa sức. Chào tạm biệt các em.